Nghe Lữ trân trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, 30 tháng 4 1975, một thể chế dân chủ dân quyền đã ra đi. Ra đi vì sự cưỡng chiếm của một cái thể chế độc đảng độc tài trong một cuộc chiến mà Cộng sản Việt Nam gọi rằng giải phóng miền Nam. Nhưng thực sự thì cái sự ra đi của một chế độ dân chủ dân quyền đó đã kéo theo nhiều thứ mà Cộng sản có thể nói được là họ đã giải phóng. Giải phóng con người, giải phóng tài sản, giải phóng nhà cửa, vườn tược, lịch sử. Nhưng có một cái bị lôi theo mà người ta không ngờ nhất, thưa quý vị, đó là cái chết của một ngôn ngữ. Cái chết của một ngôn ngữ, cái tiếng Việt Sài Gòn ngày cũ là bài viết của tác giả Trịnh Thanh Thủy. Nghe Lữ mời quý vị nghe để chúng ta cảm thấy đau lòng như thế nào. Vấn đề ngôn ngữ là vấn đề của muôn thuở, không riêng gì của người Việt. Bài viết này đề cập đến sự diệt vong của một thứ tiếng Việt mà người miền Nam Việt Nam đã dùng trước năm 1975, hay còn được gọi là tiếng Việt Sài Gòn cũ. Thứ tiếng Việt đó đang mất dần trong đời sống hàng ngày của người dân trong nước, và chẳng mấy chốc nó sẽ biến thành cổ ngữ, hoặc chỉ còn tìm thấy trong từ điển, không còn ai biết và nhắc tới nữa. Người Việt hải ngoại đã mang tiếng nói này theo hành trình di tản của mình và sử dụng nó như một thứ ngôn ngữ lưu vong. Nếu người Việt hải ngoại không dùng, hay nền văn học hải ngoại không còn tồn tại, nó cũng âm thầm chết theo. Nhìn tiếng Việt Sài Gòn cũ từ từ biến mất làm cho người ta gợn một nỗi cảm hoài. Nhắc đến tiếng Việt Sài Gòn cũ là nhắc tới miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Sau ngày Việt Nam thống nhất năm 1975, miền Nam thực sự vào sự thay đổi toàn diện. Thể chế chính trị thay đổi, kéo theo xã hội, đời sống, văn hóa, và cùng với nó là ngôn ngữ cũng chịu chung số phận. Miền Bắc cũng thay đổi, không kém gì miền Nam. Tiếng Việt miền Bắc đã chịu sự thâm nhập của một số ít ngôn ngữ dựng miền Nam. Ngược lại, miền Nam chịu ảnh hưởng trực tiếp sự chi phối của ngôn ngữ miền Bắc trong mọi lĩnh vực. Người dân miền Nam tập làm quen và dùng nhiều từ ngữ mà trước đây họ không bao giờ biết tới. Những đề xuất, bồi dưỡng, kiểm thảo, sự cố, hộ khẩu, căn hộ, ùn tắc, ô tô con, xe con, to đùng, mặt bằng, phản ánh, bức xúc, tiêu dùng, tận dụng tốt, đánh cược, chỉ đạo, quyết sách, đạo cụ, quy phạm, quy hoạch, bảo quản, kênh phát sóng, cao tốc, doanh số, đối tác, thời bao cấp, chế độ bao cấp, chế độ xem, nâng cấp, lực công, nền công nghiệp âm nhạc, chùm ảnh, chùm thơ, nhà cao tầng, đáp án, phồn thực, sinh thực khí, từ vựng, hội chứng, phân phối, mục từ, kết từ, đại từ, nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân, vân vân, dần dà đã trở thành những từ ngữ quen thuộc trong đời sống hàng ngày của người dân miền Nam. Có những từ ngữ miền Nam và miền Bắc trước 1975 đồng nghĩa và cách dùng giống nhau, có những từ cùng nghĩa nhưng cách dùng khác nhau. Tỷ như quản lý là trông nom coi sóc, miền Nam chỉ dùng từ này trong lĩnh vực thương mại, trong khi miền Bắc dùng rộng trong cả lĩnh vực cá nhân, như một con trai cầu hôn với một con gái bằng câu anh xin quản lý em. Hay cái từ chế độ cũng vậy, miền Nam chỉ dùng trong môi trường chính trị như chế độ dân chủ, miền Bắc dùng bao quát hơn trong nhiều lĩnh vực như chế độ xem, chế độ bao cấp. Có những từ miền Bắc dùng đảo ngược như là đơn giản là giản đơn, bảo đảm là đảm bảo, dùi dập là dập dùi. Song song với việc thống nhất đất nước, chính quyền Việt Nam đã thống nhất hóa tiếng Việt và gọi đó là tiếng Việt toàn dân.
cuối năm 1979. Đầu năm 1980, Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam đã phối hợp với Viện Khoa học Giáo dục tổ chức một cuộc hội thảo về vấn đề chuẩn hóa tiếng Việt. Bộ Giáo dục cũng thông qua một số quy định về chính tả trong sách giáo khoa cải cách giáo dục. Ngày 1 tháng 7 năm 1983, quyết nghị của Hội đồng chuẩn hóa chính tả do Hội đồng chuẩn hóa thuật ngữ đã được ban hành và áp dụng cho các sách giáo khoa, báo và văn bản của ngành giáo dục. Khi tiếng Việt được thống nhất và chuẩn hóa, toàn quốc sử dụng chung một thứ ngôn ngữ theo một tiêu chuẩn, một mẫu mực nhất định. Tiếng Việt Sài Gòn cũ gồm những từ ngữ mà tiếng Việt miền Bắc đã có từ ngữ thay thế sẽ bị quên đi hoặc bị đào thải. Những từ ngữ thông dụng cho cuộc chiến trước đó sẽ biến mất trước tiên. Những trực thăng, tác chiến, địa phương quân, thiếp dẫn xa, xe nhà binh, lạnh cẳng, giới chức, trách hay là giới hữu trách, dứt điểm, phi tuần, chào bãi, tuyến phòng thủ, trái bộc phá, diễn thám, binh chủng, phi hành, gia binh, ấp chiến lược, nhân dân tự vệ, chiêu hồi, chiêu mộ, vân vân, hầu như ít, thậm chí là không được dùng trong hiện tại. Những từ ngữ thông dụng khác như ghi danh, đi xem đã bị thay thế bằng đăng ký, tham quan. Nhiều từ ngữ đã dần bước vào quên lãng như sổ gia đình, tờ khai gia đình, phản ảnh, đường ray, cao tốc, bằng khoáng nhà, tỉnh từ, đại danh từ, túc từ, giới từ, khảo thí, kháng hộ, khao thưởng, hữu sự, khế ước, trước bạ, tư thục, biến cố, du ngoạn, ấn lát, làm phong phú, liên hợp, gá nghĩa, giáo học, giáo quy, hàm hồ, tráng lệ, thám thính, tư thất, chẩn bệnh, chi dụng, giới nghiêm, thiết quân lực, vân vân. Ở hải ngoại, khi bắt đầu cầm bút, trong tâm thức của một người lưu vong viết đối với tôi là một động tác mở để dở ra một con đường, đó là đường hoài hương. Nhiều người viết hải ngoại cũng tìm đường, cũng tìm đến cái con đường về cố hương nhanh nhất này như tôi. Hơn nữa, để đối đầu với cơn chấn động văn hóa thường tạo nhiều áp lực, tôi xem viết như là một phương pháp giải tỏa và trám đầy nỗi hụt hẫng rỗng không của một người vừa ly dị với quê hương đất tổ sau một hôn phối dài. Tôi không bao giờ để ý đến việc mình viết cho ai, loại độc giả nào, trong hay ngoài nước, và họ có hiểu cái thứ ngôn ngữ mà mình đang dùng hay không. Vì lúc đó chỉ có một vài tờ báo điện tử liên mạng mới bắt đầu xuất hiện ở hải ngoại. Sau này nhờ kỹ thuật điện toán ngày một phát triển, cầu giao lưu giữa trong và ngoài nước được nối lại. Độc giả trong và ngoài nước đã có cơ hội tiếp xúc, thảo luận, đọc và viết cho nhau gần như trong gang tấc. Đó là lúc tôi được tiếp xúc với dòng văn học trong nước và làm quen với nhiều từ ngữ mới lạ chưa từng được nghe và dùng. Ngược lại trong nước cũng vậy, số người lên mạng để đọc những gì được viết bởi người cầm bút ngoài nước cũng không ít. Thế hệ chúng tôi được người ta âu yếm gọi là thế hệ một rưỡi, thế hệ ba rọi hay là nửa nạc nửa mỡ. Cái gì cũng một nửa, nửa trong nửa ngoài, nửa Tây nửa ta, nửa Nam nửa Bắc, nửa nọ nửa kia. Cái gì cũng một nửa. Do đó nhiều lúc tôi phân vân không biết mình nên dùng nửa nào để viết cho thích hợp nữa. Nửa của những từ ngữ Sài Gòn cũ hay nửa của tiếng Việt thông dụng ở trong nước. Mình có nên thay đổi cái lối viết không? Tôi nghĩ nhiều người viết hải ngoại cũng gặp khó khăn như tôi. Và cuối cùng, mỗi người có một chọn lựa riêng. Không chỉ trong lĩnh vực văn chương, thi phú, mà ở các lĩnh vực phổ thông khác như giáo dục, truyền thông cũng gia phải vấn đề gây go này. Việc sử dụng nhiều từ ngữ thông dụng ở quốc nội, ở hải ngoại đã gặp nhiều sự chống đối và tạo ra những cuộc tranh luận liên miên dai dẳng. Các cơ quan truyền thông như báo chí, truyền thanh, truyền hình hải ngoại thường xuyên bị chỉ trích và phản đối khi họ sử dụng những từ trong nước bị coi là chữ của Việt Cộng và được yêu cầu là không nên tiếp tục dùng. Nhất là ở Nam Cali, báo chí
Và giới truyền thông rất dễ bị chụp mũ nếu không khéo léo trong việc đăng tải và sử dụng từ ngữ. Chiếc mũ vô hình này, một khi bị chụp thì nạn nhân xem như bị cộng đồng tẩy chay mà đi vào tuyệt lộ, hết làm ăn vì địa bàn hoạt động chính là cộng đồng địa phương đó. Những hình ảnh cộng đồng người Việt tại hải ngoại cố gìn giữ bản sắc văn hóa Việt Nam bằng cách mở lớp, các lớp dạy Việt ngữ cho các con em khắp nơi trên thế giới, từ nơi ít người Việt định cư nhất cho tới nơi đông nhất như Mỹ đều có trường dạy tiếng Việt. Riêng ở Nam California, Mỹ, hoạt động này đang có sự khởi sắc. Ngoài những trung tâm Việt ngữ đáng kể ở Lido, Sài Gòn và San Jose, các nhà thờ và chùa chiền hầu hết đều mở lớp dạy Việt ngữ cho các em, không phân biệt tuổi tác và trình độ. Nhà thờ Việt Nam ở Cali của Mỹ thì rất nhiều. Mỗi quận hạt, khu xứ đều có một nhà thờ và có lớp dạy Việt ngữ. Chùa Việt Nam ở Cali bây giờ cũng không ít. Riêng vùng Westminster, quận Cam, Cali, đi dài con đường lại có một ngôi chùa. Có khi trên cùng một con đường mà người ta thấy có tới 3-4 ngôi chùa khác nhau. Việc bảo tồn văn hóa Việt Nam được các vị hướng dẫn tôn giáo như linh mục, thượng tọa, ni sư nhắc nhở giáo dân, đại chúng mỗi ngày. Lớp học tiếng Việt càng ngày càng đông và việc học tiếng Việt đã trở thành một trong những mối quan tâm hàng đầu của cộng đồng lưu vong. Tại trung tâm Việt ngữ Hồng Bàng, năm nay số học sinh nhập học tiếng Việt đã lên tới 700 em. Những thầy cô dạy tiếng Việt đều làm việc thiện nguyện hoàn toàn, đã hết lòng chỉ dạy cho các em, nhất là các em vừa vào lớp mẫu giáo tiếng Việt. Trích Việt báo Chủ nhật ngày 24 tháng 9 2006. Về vấn đề giáo trình thì mỗi nơi dạy theo một lối riêng, không thống nhất. Sách giáo khoa có nơi soạn và in riêng để dạy hoặc đặt mua ở các trung tâm Việt ngữ. Còn ở đại học cũng có lớp dạy tiếng Việt cho sinh viên. Sách thường được đặt mua ở Úc. Một giảng sư dạy tiếng Việt tâm sự với tôi, khi nào gặp những từ ngữ trong nước thì mình tránh đi, không dùng hoặc dùng từ thông dụng của Sài Gòn cũ trước 1975. Vì nếu dùng, cha mẹ của sinh viên, học sinh biết được, phản đối hoặc kiện cáo, lúc ấy phải đổi sách thì phiền chết. Sự dị ứng và khước từ việc sử dụng tiếng Việt trong nước của người Việt hải ngoại có thể đưa tiếng Việt ở hải ngoại đến tình trạng tự mình cô lập. Thêm nữa, với sự phát triển rầm rộ của kỹ thuật điện toán và thế giới liên mạng, báo chí, truyền thông của chính người Việt hải ngoại đến với mọi người quá dễ dàng và tiện lợi. Độc giả cứ lên mạng là đọc được tiếng Việt Sài Gòn cũ, nên họ dường như không có nhu cầu tìm hiểu tiếng Việt trong nước. Kết quả là tiếng Việt trong và ngoài nước chê nhau. Như người Việt hải ngoại chống đối và tẩy chay ngôn ngữ Việt Nam đang dùng ở trong nước có vài nguyên do. Thứ nhất là do sự khác biệt của ý thức hệ. Những người Việt Nam lưu vong phần lớn là những người tị nạn chính trị. Họ đã từ bỏ tất cả để ra đi chỉ vì không chấp nhận chế độ mới, nên từ chối dùng tiếng Việt trong nước là gián tiếp từ chối chế độ mới. Thứ hai, sự khác biệt của từ ngữ được dùng trong cả hai lĩnh vực ngữ nghĩa và ngữ pháp. Đó là một thí dụ điển hình. Trong cùng bản tin được dịch từ một hãng thông tấn ngoại quốc, nhà báo trong nước và ngoài nước dịch thành hai văn bản khác nhau. Ở trong nước thì dịch: tàu ngầm hạt nhân Nga bốc cháy, Interfax dẫn một nguồn tin hải quân Nga cho biết là ngọn lửa bắt nguồn từ phòng điện hóa và dụng cụ bảo vệ lò hạt nhân đã được kích hoạt, do đó không có đe dọa về nhiễm phóng xạ. Phát ngôn viên hạm đội này cho biết lửa bốc lên do chập điện ở hệ thống cấp năng lượng phần mũi tàu. Còn ở ngoài nước thì viết như thế này: hỏa hoạn trên tàu ngầm Nga. Hải quân Nga nói rằng lò phản ứng hạt nhân ở trên tàu Demil Moskovsky đã tự động đóng lại và không có nguy cơ phóng xạ xảy ra. Chiếc tàu đã được kéo về căn cứ Vidyayevo. Nguyên nhân hỏa hoạn có thể là do chập dây điện. Một người Việt hải ngoại khi đọc văn bản thứ nhất sẽ gặp những chữ lạ tai không hiểu nghĩa rõ ràng vì khác biệt, như những chữ phòng điện hóa được kích hoạt, chập điện, hệ thống cấp năng lượng. Hơn thế nữa, Việt Nam mới bắt đầu mở cửa thông thương giao dịch với quốc tế.
Những từ ngữ mới về điện toán, kỹ thuật, y khoa, chính trị, kinh tế, xã hội ồ ạt đổ vào. Có nhiều từ ngữ rất khó dịch sát nghĩa và thích hợp, nên mạnh ai nấy dịch. Ngoài nước dịch 2-3 kiểu, trong nước 4-5 kiểu khác nhau. Người đọc cứ tha hồ mà đoán nghĩa. Có chữ thà để ở dạng nguyên bản, người đọc nhiều khi còn nhận ra và hiểu nghĩa nó nhanh hơn là phiên dịch. Trong khi phiên dịch, theo tôi, địa danh, đường phố, tên người nên giữ nguyên hơn là phiên dịch hay phiên âm. Nếu có thể, xin chú thích từ nguyên bản ngay bên cạnh và đâu đó bên dưới bài viết sẽ giúp cho người đọc dễ theo dõi hay nhận biết mặt chữ. Tỉ như phiên âm các địa danh trên bản đồ ở trong sách giáo khoa của Bộ Giáo dục trong nước là việc đáng khen. Nhưng tôi nghĩ, nếu đặt từ nguyên thủy lên trên từ phiên âm thì các học sinh chưa học tiếng Anh hoặc đã học tiếng Anh sẽ dễ nhận ra hơn. Sẽ lấy tỉ dụ của những địa điểm được ghi trên tấm bản đồ này. Tôi thấy một hai địa danh nghe rất lạ tai như Kuzube, Benzer mà không biết tiếng Mỹ của nó là cái gì. Ngồi ngẫm nghĩ mãi thì mới tìm ra đó là hai địa danh Coos Bay và Ben ở tiểu bang Oregon, nước Mỹ. Ngôn ngữ chuyển động, từ ngữ mới được sinh ra, từ cũ sẽ mất đi như sự đào thải của định luật cung cầu. Tiếng Việt Sài Gòn cũ ở trong nước thì chết dần, chết mòn. Ở ngoài nước, nếu không được sử dụng hay chuyển động để phát sinh ra từ mới và cập nhật quá, nó sẽ bị lỗi thời và không còn thích ứng trong hoạt động giao tiếp nữa. Dần dà, nó sẽ bị thay thế bằng tiếng Việt trong nước, nhất là trong những năm gần đây. Sự chống đối việc sử dụng tiếng Việt trong nước ngày càng giảm vì sự giao lưu văn hóa đã xảy ra, khiến cho người ta quen dần với những gì đã phản đối ngày xưa. Tạp chí, sách, báo đã đăng tải và phổ biến các bản tin cũng như những văn bản trong nước. Người ta tìm được nhiều tài liệu ấn phẩm sách, nhạc, quốc nội được bài bán trong các tiệm sách. Các đài truyền thanh, phỏng vấn, đối thoại với các nhà văn, nhà báo, chính trị gia và thường dân ở trong nước thường xuyên, đặc biệt là với ca sĩ. Nhiều người nổi tiếng ra hải ngoại, lưu diễn, đi đi về về như cơm bữa. Với truyền thông bây giờ sử dụng từ ngữ trong nước rất nhiều. Có người mặc cho thiên hạ chỉ trích, không còn ngại ngùng khi dùng từ nữa. Khán thính giả có khó chịu và chê trách thì họ chỉ giải thích là thói quen đã ăn vào trong máu rồi, không chịu thì phải ráng mà chịu. Vâng, thưa quý vị, sự ra đi của một chế độ kéo theo nhiều thứ: con người, tài sản, nhà cửa, vườn tược, lịch sử, vân vân. Nhưng có cái bị lôi theo mà người ta không ngờ nhất lại là cái chết của một ngôn ngữ. Đau lòng lắm thay, người viết Trịnh Thanh Thủy. Đêm qua em chết treo thân, hãy tin mẹ khóc trăm lần. Ô hay nhận xác con về, nhận xác con về, mẹ như chết theo con. Đêm qua anh chết bơ vơ, như trong giấc ngủ ơ thờ. Anh ơi, thân xác ra rời, thương tích không lời, đau quá anh ơi. Trong tim nhau ta không là giả thú, trong tim nhau ta không là kẻ thù. Trong tim nhau ta thấy hình nước Việt, người Việt tôi có còn người Việt tôi. Trong tim nhau ta không thù không oán, trong tim nhau ta chung một quê nhà. Soi tim nhau lớn khôn cùng tin mẹ, người Việt ơi có còn người Việt tôi. Hôm qua em chết xanh xao, oan khiên vùi lấp nơi nào. Đêm đen
che khuất chân trời, che khuất phận người, che khuất em tôi. Đêm qua con chết treo thân, hãy tin mẹ khóc trăm lần. Đêm nay nhận xác con về, nhận xác con về, mẹ như chết theo con. Đêm qua anh chết bơ vơ, như trong giấc ngủ ơ thờ. Anh ơi, thân sáng ra rời, thương tích không lời. Đau quá anh ơi, anh ơi. Trong tim nhau ta không là giả thú, trong tim nhau ta không là kẻ thù. Trong tim nhau ta thấy hình nước Việt, người Việt tôi có còn người Việt tôi. Trong tim nhau ta không thù không oán, trong tim nhau ta chung một quê nhà. Soi tim nhau lớn khôn cùng tin mẹ, người Việt ơi có còn người Việt tôi. Hôm qua em chết xanh xao, oan khiên vùi lấp nơi nào. Đêm đen che khuất chân trời, che khuất phần người, che khuất em tôi. Đêm đen che khuất con đường, che khuất phố phường, che khuất quê hương.